Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDAI, cộng đồng chuyên chia sẻ với các dự án IDO, các dự án Roboti, các dự án IEO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để bạn đăng ký mình để liên tục những dự án mới nhất mà mình được xuyên chia sẻ được với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Blue NFT. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start chatbot. Tiếp theo chúng ta nút join group, lần lượt join group Telegram channel như đầu tiên. Tan và click to vary and start. Chọn CMH12. Rồi. Tiếp theo. Join tiếp kênh channel. Mở kênh Twitter. Mở bài đăng. Các bạn follow Twitter. Retweet pin post và tap 3 người. Ta chọn like, chọn grow tweet. Tap vào 3 người dùng. Ta test username. Thì để có thể test username như mình các bạn thì phía dưới phần mỗi phần bình luận của mỗi bài đăng ấy nó có những cái người khác, hay chúng ta tặng lấy username của 5 người tạo thành nick như mình nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ ấn về từng nhà, cho vào từng nhà thì chúng ta sẽ ấn vào đăng ký cái này chứ là. Đấy hỏi smartphone, mình sẽ chọn cái điện thoại này. Điền email. Và địa chỉ VS20, các bạn dùng VSTH ở trên chất Colette hoặc Metamask, chúng ta copy phần địa chỉ VSTH sau đó qua trẻ các bạn paste vào. Twitter link chúng ta copy phần profiling và chúng ta paste phần profiling của Twitter phía dưới đây. Tweet link chúng ta chọn tweet dummy, chọn phần thời gian bài đăng và sao chép phần link. Paste đây. Cuối cùng các bạn sẽ có link dev và bạn có thể link dev chia sẻ bản thân dev cho chúng ta. Ok. Vừa rồi mình đã hoàn thành phần video hướng dẫn các bạn cách tham gia dự án Bluka NFT. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.